Hello, Duyên Thi xin mến chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay cuối tuần thì một chút nữa có khách đến nhà mình làm tóc á, thì mình ra mình hái salad để một chút nữa mình biếu cho khách nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi mình cho vui nha. Xà lách bữa nay nó lên cao quá chừng luôn các bạn, mình chỉ tét mấy cái lá ở dưới thôi, chung quanh á nhìn rất là ngon luôn. Giờ này là giờ học sinh đi học cho nên hơi ồn á các bạn. Thời tiết hôm nay hơi âm u, hơi lạnh chút đó các bạn. Cứ thay đổi hoài, bữa nóng bữa lạnh. Mà một ngày tới 4 mùa thời tiết luôn đó các bạn. Đang nóng vậy chứ hồi nó thay đổi lạnh rất là nhanh luôn. Cho nên dễ bị bệnh lắm. Các bạn xem video của mình, nếu có thích thì nhớ bấm like và đăng ký kênh giùm mình nha các bạn. Và nếu các bạn nào có đăng ký thì mời mình qua, thì chờ mình thêm vài ngày, mình có thời gian rảnh mình sắp xếp mình sẽ qua nha các bạn. Mình không có quên các bạn đâu. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Người ta đưa con đi học đó các bạn, người ta thấy mình hái rau, người ta nói trời ơi, dùng rau thích quá, mới hái vô làm gì nhiều vậy, mới hái vô ăn. Người ta nói rau này vô xào thịt bò ăn ngon lắm. Tại giờ này giờ học sinh đi học á, đèn sáng nó hơi ồn. Quá chừng một gỗ luôn các bạn. Mình chỉ tét mấy cái lá ở dưới xung quanh cái cây thôi đó. Để mình quay gần cho các bạn coi cái cây xà lách bữa nay nó cao quá chừng luôn. Này cây xà lách nè. Các bạn thấy cây xà lách gì mà nó cao quá chừng luôn nè. Nó cao nhộng luôn nè. Nói mình tét mấy cái lá xung quanh ở dưới mình ăn nè. Đó, khoảng cây nó lên nè. Còn trên này nữa mình để làm hạt giống, mình lấy cái hạt luôn. Đó. Nói một rổ rau này quá chừng luôn á các bạn. Mình hái đi chút nữa có người khách tới làm tóc á. Đó, mình biếu người ta chứ không phải mình ăn. Mình ăn đâu có nổi nữa, ngán lắm rồi. Mà khi nào ăn thì ra mình hái thôi.
cho nên mình cho nguyên cái rổ này cho người khách luôn nè. Xà lách ngon lắm các bạn. Rổ này nhiều lắm, quá chừng luôn, ta hồ ăn luôn. Cái này ăn gỏi cuốn rồi đó, ăn bún rồi đó các bạn, ngon lắm. À, bây giờ mình vô làm, mình xin tạm ngưng đây nha các bạn. Xin hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.